Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Vũng Tàu của tôi ha. Thì hôm nay Vũng Tàu của tôi xin mời các bạn cùng mình trải nghiệm đến với biển Vũng Tàu để săn bắt tôm tích nha các bạn. Đây mình đang bắt tôm tích nha các bạn, đó các bạn thấy không, những con tôm tích nhỏ này các bạn. Thì ở đây vào một buổi sáng sớm các bạn ha, mình cùng các anh trai đi bắt tôm tích trên bãi biển của Vũng Tàu nha các bạn. Thì đồ nghề mình thì rất là đơn giản, chỉ cần một cái ống nước, ống loại bình minh đó các bạn. Các bạn mua ống 80 và các bạn sẽ chế thành cái ống nha các bạn. Làm cái lực hút như bây giờ là cái ống tim chích các bạn. Thì các bạn nè, sẽ để ý cho mình nè, cái ống hút mình sẽ hút lên những con tôm tích nha các bạn. Để ý kỹ mình nha. Đây, mình sẽ tìm một cái hang mới, sẽ bắt tôm tích cho các bạn xem. Đây, kỹ thuật của mình như sao. Đó, các bạn thấy con tôm tích không các bạn? Đó, còn sống nha các bạn. Đó, đây là kỹ thuật bắt tôm tích nha các bạn. Đó, rất là dễ nha các bạn ha. Bạn nào có yêu thích bắt tôm tích buổi sáng hoặc buổi chiều tối thì liên hệ mình ha, dẫn các bạn đi bắt tôm tích nha. Rất là dễ nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng mình trải nghiệm sẽ phải săn bắt tôm tích tại biển Vũng Tàu.